Thưa quý vị, tối ngày 20 tháng 10 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hướng rõ các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo 35 Trung ương, các ban bộ ngành Trung ương và địa phương và chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả được nhận giải thưởng cuộc thi. Để tiếp tục tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các ngành các cấp nhận thức rõ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thứ nhất, cần thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng, lý luận chính trị, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhiệm vụ hệ trọng của cả hệ thống chính trị trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, quyết liệt liên tục, không ngừng nghỉ và không khoan nhượng. Mọi biểu hiện lơ là, mất cảnh giác, thỏa hiệp, non kém về chính trị, buông lỏng trận địa đấu tranh tư tưởng lý luận đều có thể dẫn tới những hiệu quả khôn lường. Thứ hai, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch phải gắn chặt với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, đem lại ấm no hạnh phúc cho người dân là yếu tố then chốt nhất. Thứ ba, kiên định bảo vệ đi đôi với bổ sung phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới, xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong giai đoạn cách mạng mới. Thứ tư, xây dựng củng cố lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với củng cố thế trận lòng dân trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và chuẩn bị tốt nhất các công việc cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Năm 2025 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn và tin tưởng rằng với uy tín và sức lan tỏa đã được tạo lập, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu thực tiễn, phục vụ ngày càng hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.